Em có quen biết một bạn gốc Luân đi. Thì sau khi em ở sống chung cùng với bạn tầm được vài ngày, em có dọn phòng và em có phát hiện cái lọ thuốc. Và em có lên mạng tìm hiểu search cái tên thuốc đó ra, là em mới biết là bạn đang điều trị HIV. Thì được một khoảng thời gian khoảng chừng 5 đến 6 tháng là em thấy cơ thể mình nó bị xuống ký với lại bị xương hạch. Thì em có tìm hiểu trên mạng thì có triệu chứng là HIV. Thì lúc đó em có liên hệ với bạn trong cộng đồng để mà xét nghiệm. Khi bạn mà đọc cái kết quả là mình có phản ứng HIV, lúc đó kiểu như là em bị chết lặng và đứng luôn, em không chấp nhận được kết quả là như vậy. Mình cũng có tuân thủ quan hệ, cũng có sử dụng bao này khi có thứ kể tại sao mình lại nhiễm HIV. Kiểu như là em đứng hình khoảng từng một phút, bạn kiểu như là bạn phải chạm vào em, kiểu như là em hoàng, kiểu như là hoàng hồn lại. Trên đường em về nhà thì nói chung là em chỉ khóc. Em khóc rất là nhiều từ trên đường, từ cái chỗ mà xét nghiệm về đến nhà, sau khi em tự cách ly với gia đình khoảng tầm kéo dài một tuần. Rồi sau đó thì bạn cũng có liên hệ với em để em đi xét nghiệm quyết định và em điều trị. Cái lúc em giấu bệnh được một thời gian, lúc mà được dịch Covid-19 bùng lên thì em đang khó khăn trong cái việc mà em đi nhận thuốc. Và lúc đó cũng đang trong tổ phòng chống Covid-19 nữa, thì em lấy lý do là em đi hỗ trợ để mà em đi nhận thuốc. Thì trong quá trình em đi nhận thuốc thì em có làm một cái tờ khai giấy đi đường. Và xong cái giấy đi đường thì bắt buộc ghi rõ là lý do đi đâu và cái đi trong bao nhiêu ngày. Em đi không dám để nói cái lý do khác để mất công, chắc anh chị sẽ làm khó dễ mình. Em sẽ ghi thẳng là đi nhận thuốc ARV. Và sau đó cái chuyện đó thì tới tay của ba mẹ em thì nói chung là gia đình kiểu như là không chấp nhận một thời gian khá là dài. Rồi bạn bè đồng nghiệp của ba mẹ thì nói là như là không nói chuyện tới ba mẹ luôn. Một phần là gia đình có theo ngành như vậy rồi mà còn để cho con cái mình như vậy, đúng không? Em thấy mình nó như là rất là có lỗi với gia đình với lại dòng họ của mình. Có nghĩa đến cái chết. Và em có mua cái vị thuốc ngủ, em muốn khoảng tầm 4 viên. Em muốn tầm được nửa tiếng là em gái nó phát hiện thì đưa em vào cấp cứu để mà sốc thuốc. Thì em khi lúc đó thì em đi vào viện thì có người em gái với lại một cái chị họ là đưa em đi, cũng không dám nói với gia đình biết là em đang bệnh, chỉ là em từng nghĩ đến cái phương án mà tự tử. Thì cũng giấu gia đình thì được một thời gian thì em lại nghĩ cái phương án chỉ là cái tai nạn. Thì trong cái quá trình tai nạn đó kiểu là em kiểu là thoát chết đi, rồi gia đình mới là chấp nhận em là một người nhiễm HIV. Em có xem một cái đoạn clip ngắn của chị Vân, sau đó thì em thấy các anh chị cũng nhiễm và điều trị cũng khá là lâu và họ cũng không có bi quan hay là cái gì giống như em hết. Thì em xong đó rồi thêm bà ngoại em cũng có khuyên em rất là nhiều, thì em có động lực em thành lập một cái nhóm để hoạt động đến thời điểm hiện tại. Và hiện tại vì do một phần thì em cũng đồng cảm với các bạn, điều các bạn đang nhiễm HIV. Một phần là các bạn là một người dễ tổn thương nhất. Lại lúc đó thì em cũng một số bạn thì cũng cùng trước là cũng muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Và các bạn nhiễm HIV thì lúc đó em mới họp lại mọi người lại thành lập cái một CBO sát cánh để tiếp cận và chia sẻ những cái khó khăn, chia sẻ những cái kiến thức, lại tiếp cận để tư vấn, xét nghiệm với lại chuyển gửi điều trị. Đối diện với sự thật, hãy tin vào bản thân mình, có thể là mình sẽ vượt qua những cái lời kỳ thị của tất cả mọi người để mình bước ra điều trị. Cái mong muốn của em thì mọi người sẽ sống bình đẳng, hòa đồng hơn với các bạn, không có nên có những cái ánh mắt hoặc kỳ thị hay là những cái lời chê bai họ. Tại vì họ có nhiễm HIV hay không thì họ cũng là một con người cũng sống và giúp ích cho xã hội với lại tất cả mọi người, chứ không phải là người HIV là điều là người xấu.